Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài V10. Quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Và hiện nay tại thành phố Boston, Tổng hội sinh viên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có tổ chức ngày đại hội lần thứ 8. Kính thưa quý vị, mỗi năm đều có một lần, có hơn 150 sinh viên đến từ 10 trường đại học khác nhau trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Hôm nay Trường Giang có mặt ở đây để tường trình sự kiện này như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong một hội trường sang trọng, nằm giữa thành phố Boston bên cạnh công viên Boston Garden, nơi có hàng triệu du khách đến tham quan hàng năm trước đại dịch. Sau 2 năm gián đoạn, Tổng hội sinh viên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã thành công tổ chức đại hội sinh viên lần thứ 8 tại Boston Park Plaza với chủ đề In Full Bloom. Tiếng quốc ca Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu cho đại hội lần thứ 8 năm nay. Những chiếc áo dài truyền thống được các em mang lên như một nét văn hóa tuyệt đẹp dành riêng cho các thiếu nữ Việt Nam. Hơn 150 sinh viên gốc Việt đến từ 10 trường đại học danh tiếng trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cùng tham gia 3 ngày đại hội cuối tuần. Sự thành công lớn nhất của Tổng hội sinh viên gốc Việt phải nói đến là ngày hội chợ Tết Nguyên Đán hàng năm. Và đây cũng là cơ hội cho các em sinh viên sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ học hỏi thêm truyền thống văn hóa Việt Nam. Cô Như Lê, đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts, cảm thấy vui mừng trông thấy các em sinh viên tiếp tục hăng hái hưởng ứng các sinh hoạt cộng đồng. Cô chia sẻ với chúng tôi như sau. Nhiều năm về trước khi em còn là sinh viên và trong tổng hội sinh viên thì chúng ta cũng có những cái đại hội sinh viên như thế này nhưng mà quy mô nhỏ hơn. Cho nên có thể thấy là càng ngày thì những cái đại hội như vậy càng ngày càng lớn hơn. Các bạn sinh viên tham gia rất là nhiều trong những cái hoạt động của cộng đồng của chúng ta tại Massachusetts. Như anh thấy là ví dụ như tới đến Boston sẽ không thể nào mà thực hiện được nếu như không có các bạn sinh viên tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Cho nên là đây là một cái dấu hiệu đáng mừng và rất là vui mừng là các bạn sinh viên đến từ rất nhiều nơi, nhiều thành phố khác nhau, thậm chí là nhiều tiểu bang khác nhau tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tất cả các bạn cùng họp lại và cùng đoàn kết để cái điều quan trọng nhất là các bạn muốn gìn giữ cái truyền thống của dân tộc chúng ta, cùng giữ cái nền văn hóa của người Việt Nam chúng ta và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Cái điều đó là em cảm thấy vô cùng vui mừng cho cái thế hệ sau. Mỗi năm, Tổng hội sinh viên tổ chức một cuộc bầu cử để chọn ban chấp hành mới. Năm nay, sự tín nhiệm được dành cho các em sinh viên Jenny Trần, Tina Võ, Kurt Lữ, Travis Trần, Natalie Nguyễn cùng với một số cựu sinh viên trong ban giám sát. Mong muốn trong 3 ngày đại hội của bạn Tina Võ là hy vọng các bạn sinh viên gặt hái được một phần văn hóa Việt, đồng thời có thể tiếp thu phát triển cá nhân và chuyên nghiệp qua các chương trình tương tác trong 3 ngày đại hội. I wish that everyone can achieve to be able to understand the Vietnamese culture a little bit more, but also be able to personally develop their own personal development, but also professional development too, since we do have a lot of professional development workshops and also personal development workshops. So being able to improve on both sides and also being able to make friends and being able to connect with a lot of people, not only through the New England region but also to different regions too, since there's a lot of regions that came out of like other regions too besides the New England region. Sau 2 năm gián đoạn và chỉ sinh hoạt qua online, được gặp gỡ bạn bè trực tiếp, đối với bạn Travis Trang, sinh viên từ trường Đại học Harvard, Connecticut, cảm thấy hào hứng khi được cùng các bạn đồng sinh viên một lần nữa trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khẩu trang vẫn được các em tuân thủ theo quy định của thành phố, bạn Travis cho biết. It was pretty tough the last 2 years. I was on the director's team when Vest 6 happened. That was the year, fortunately, the pandemic had taken effect and we had went into the shutdown. So that was really tough to see all of that hard work kind of come to a stop. And it's pretty enlightening and great to see that, you know, everybody's back here in person. We are still, you know, wearing masks and following CDC guidelines. But the truth of the matter is we're here, you know, and that means a whole lot to not just our community as a whole, but like as people, to be here and to celebrate with one another. Chia sẻ với chúng tôi, bạn Chris Lữ cho biết, từ nhỏ anh không có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Việt Nam nhiều, cho đến khi anh tham gia hội sinh viên Việt Nam tại trường và được bầu vào ban chấp hành tổng hội sinh viên. Và hôm nay, Chris hân hạnh giữ trách nhiệm MC trong chương trình. Anh chia sẻ với chúng tôi cảm nhận của mình khi được trở lại cùng với bạn bè sinh hoạt trực tiếp mà không cần lên online như sau.
Like me growing up, I did not have a lot of like, I don't know anything about my, like the Vietnamese culture, but like after learning about like go to Vest, like Vest 4 was my first Vest, and then go to Vest, and after that, like taking on to like more leadership role and make me realize that, you know, there's a lot more to it. The conference itself, like they have a lot to offer, like from like leaderships and networking and all that. I guess one of my advice is don't take it for granted. A lot of people don't have this opportunity to do it, but if you do, just take it, just do it. Chủ tịch Tổng hội Sinh viên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ năm nay là cô Jenny Chang, và cô cũng là trưởng ban tổ chức Tết Nguyên Đán. Được hỏi nếu một điều các em sinh viên học được và chia sẻ với bạn bè sau đại hội này là gì, cô cho biết hãy giống như một miếng xốp, hấp thụ mọi thứ và sống với hiện tại, quan trọng là vui vẻ. I've been to this conference for the past decades, and there are many, many different names that are the theme name for the event. And this year, you guys decided to use? This year's theme is In Full Bloom. What did that mean? Basically, it just means, you know, we really want our attendees to try to reach their fullest potential and just, you know, bloom into who they can be. So we just really want them to just open their minds up for this weekend and just see, like, what doors will be unlocked for them so that they can reach their fullest potential and bloom to the beautiful flower, as cheesy as it is, that we know that they can be. Is it possibly after 2 years of pandemic and you guys have been missing in action and see the hundreds of students here tonight? So how did you feel about it? Yeah, it's definitely very exciting to see that there's like about 150 people here tonight. And it's really special. You know, after 2 years of not having an in-person event, now that we're finally able to come back together again and just seeing everyone come together and have fun and really get to grow and learn with each other, like it's really inspiring. And I couldn't be more proud as the president to just see the whole community just come together again and just be with each other. So that's all I can ask for. If one thing that you want to, a student here, one thing that you want them to get out of this conference this year, to learn, to take it home, and to share with their friend, what is it, one thing? I would say live in the moment. You know, this weekend's going to go by really, really fast. It's going to be like a blur for a lot of people. So just really try to stay present, try to absorb everything, try to be a sponge, and just learn what you can, take back what you can, but just have fun and be present. Sống trong một thế giới hiện tại và sống live in the moment, và mình có thể làm tất cả những gì cho chúng ta có thể vui vẻ và hạnh phúc trong một cái đời sinh viên của chúng ta. Đó là một lời chia sẻ rất là tuyệt vời quý vị và chuyên gian tường thuật cho đài P10 từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thank you very much, Jenny. Thank you. Thanks for coming.